23. Đừng lo, chỉ cần đề cử cậu ta đi thì tôi sẽ đề cử cậu lên làm lãnh đạo nhà máy. Thật sao? Thế thì tốt quá. Được được, sếp Chu, sau này tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Tiểu Phi, vậy hãy làm tốt việc đề cử lần này. Hãy huy động mọi người đến đề cử Tôn Hòa Bình. Được, nhanh chóng đá cậu ta đi. Đá đi. Đá đi. Sếp Chu, anh quá tài. Anh lại phát minh ra một từ mới. Đá đi. Người của các cậu lại đấu với người của Hồng Tinh rồi đúng không? Vậy thì chưa cần nốt lại vội. Hãy để viên đạn bay lâu hơn một chút. Tôi muốn xem Tôn Hòa Bình bàn việc hợp tác với Nhậm Diên An thế nào. Chỉ cần ông Nhậm không đồng ý, dù Tôn Hòa Bình có lấy được cổ phần của Hồng Tinh từ Lưu Tất Định, thì cậu ta cũng không giành được công ty Hồng Tinh. Rõ rồi. Tôi phải đi thăm tù, nếu không sẽ không kịp nữa. Đi đi. Nhân tiện, sếp Vương, vậy nên tích cực học tập kinh nghiệm phát triển của nhà máy. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ. Cửa ải Tôn Hòa Bình cuối cùng đã qua được. Vẫn chưa đâu. Người ta nói cố vấn pháp lý sẽ đến gặp cô. Tôn Hòa Bình cũng nói tôi đến Bình Châu để gặp và nói chuyện với anh ấy. Cô thật sự muốn đến Bình Châu tự thú à? Có phải tôi tự nguyện tự thú thì sẽ có lợi hơn không? Biến bị động thành chủ động. Đúng là vậy. Nếu cô đến Bình Châu, cô phải mang theo một kế hoạch hòa giải. Có một kế hoạch. Anh chàng bán dầu này của chúng ta giờ vẫn còn độc thân, rất cần được tắm mình trong tình yêu. Vậy chúng ta sẽ cho đồng chí bán dầu họ Tôn này một buổi hẹn hò cao cấp, rồi lại cho anh ta một chuyến đi hẹn hò cao cấp khác để bồi thường cho anh ta vì bị tổn hại danh tiếng. Ý hay đấy. Hơn nữa, anh ta có thể sẽ chấp nhận. Nếu mai mối thành công, đó cũng sẽ là một trường hợp kinh điển cho công ty chúng ta. Nó cũng rất có ý nghĩa định hướng cho việc khai phá mùa xuân thứ hai của lứa tuổi trung niên 40 tuổi. Cách này được đấy. Hơn nữa, hiện nay vấn đề hôn nhân tuổi trung niên đã là một vấn đề xã hội phổ biến. Xem bà anh tài kiệt xuất Đại học Hán Giang của chúng ta đi. Người nào không gặp khủng hoảng. Lưu Tất Định và Kỳ Tiểu Hoa đã ly hôn. Tần Tâm Đình và Dương Liễu ly thân. Người khác thì tôi không quan tâm, nhưng sếp cũ của cô Tần Tâm Đình thì ta phải quan tâm. Ta cũng cho cô ấy một buổi hẹn hò cao cấp đi. Không phải là không được, nhưng mà Tần Tâm Đình và Dương Liễu bây giờ vẫn chỉ là ly thân, họ chưa chính thức ly hôn. Được. Vậy tôi sẽ sửa đổi một chút theo ý của anh. Chi tiết thêm một chút về sức sống trẻ tuổi và khó khăn trong cuộc sống của giới trẻ, để cho câu chuyện của họ trở nên thú vị và sinh động hơn. Lần báo cáo đầu tiên sẽ ở tập đoàn. Tôi sẽ yêu cầu tất cả các thành viên đến nghe. Đừng làm hỏng đấy, đừng lo. Có lãnh đạo lớn của anh phụ trách mà. Nói chuyện công việc xong rồi, chúng ta nói chút chuyện riêng tư đi. Chuyện riêng tư gì? Cô và Tôn Hòa Bình. Tôi và Tôn Hòa Bình gì chứ? Là anh và Tần Tâm Đình. Hai người thực sự muốn ly hôn sao? Hai năm chiến tranh lạnh, tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng người ta thì càng lúc càng hăng hái. Tuần trước cô ấy viết thư cho Chủ tịch tỉnh Lưu Hồng Xuyên, nói là cách sống của tôi có vấn đề. Tôi thực sự tức chết mất. Tần Tâm Đình nói là anh và Kỳ Tiểu Hoa nối lại tình xưa. Đúng là nói chuyện đó. Cô ấy yêu cầu Lưu Hồng Xuyên và tỉnh ủy cách chức tôi. Bây giờ tôi bị hai người phụ nữ này tấn công cả trước lẫn sau, khổ không thể tả. Thôi, không nói nữa. Tình Bình, cô và Tiểu Hoa là bạn bè. Cô khuyên cô ấy đừng đến tìm tôi nữa. Vậy anh phải nói rõ với tôi trước. Anh thật sự không có ý định nối lại tình xưa với Kỳ Tiểu Hoa chứ? Tuyệt đối không có, không thể nào. Nếu cô ấy và tôi tái hợp, Tần Tâm Đình sẽ náo loạn không yên. Thật ra tôi nghĩ sếp Tần cũng gặp nhiều khó khăn. Anh nên thông cảm với chị ấy hơn. Vấn đề là cô ấy không thông cảm cho tôi. Cô ấy ghen tôi nhiều năm như vậy. Vấn đề là anh và Kỳ Tiểu Hoa. Được rồi, tôi không nói nữa.
Xếp điện, tôi đi đến tập đoàn. Bên anh hãy nhanh sắp xếp đến Hồng Tinh gặp gỡ giao lưu với ông Nhậm. Tôi cũng sẽ bay qua đó sau khi xong việc. Chủ tịch Tôn bên này gặp vài vấn đề. Cả hai bên lại đánh nhau. Bây giờ tôi đi thì không đúng lúc. Lần này là ở Hán Giang chúng ta. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người từ Hồng Tinh, đến giờ vẫn chưa trả. Vậy anh nhanh chóng sắp xếp cử người qua đi. Có chuyện gì phát sinh thì giao tiếp. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây, tôi cúp máy đây. Đừng nói mãi về tôi nữa, hãy nói về cô đi. Người ta nói cô là bà chủ của Tôn Hòa Bình. Cô thật sự có thể làm bà chủ của Tôn Hòa Bình sao? Anh còn hỏi tôi nữa à? Còn ai biết về nhà máy chúng tôi rõ hơn anh? Tôi không nói về nhà máy, tôi nói về hai người. Cô nghĩ gì vậy? Có tính đến chuyện kết hôn không? Dương Liễu, anh muốn mai mối tôi với Tôn Hòa Bình đấy à? Đúng vậy. Ý tôi đúng là vậy. Hai người sinh ra là để dành cho nhau. Trước hết khoan nói việc này. Có phải anh muốn điều tôi khỏi vị trí này sau khi chúng tôi kết hôn không? Vợ chồng không được ở chung một đơn vị. Đây là quy định ghi rõ trong nội quy tập đoàn. Thật cứng nhắc. Dương Liễu, anh suy tính đủ sâu đấy. Tiền Bình, sao cô nghĩ ra được vấn đề này? Ai đã dạy cô vậy? Tôn Hòa Bình dạy cho cô. Cần gì cậu ta chứ? Vậy là anh cũng đánh giá thấp tôi rồi. Cựu bí thư, anh nghe lời khuyên của tôi đi. Anh không phải là người bình thường. Anh là cán bộ dự bị cấp phó tỉnh. Anh phải khoan dung và rộng lượng. Anh đừng cứ mãi đề phòng Tôn Hòa Bình và nhà máy chúng tôi nữa. Được chứ? Này Tiền Bình, cô nói gì vậy? Tôi đối xử vẫn chưa đủ tốt với Tôn Hòa Bình và nhà máy sao? Nhưng bí thư Dương này, tôi và Hòa Bình biết rõ anh nghĩ gì. Rõ cái gì? Có phải là muốn tôi cung phụng Tôn Hòa Bình không? Rồi cung phụng cả cô nữa. Đấy, anh thấy chưa? Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Tôi đi đây. Hòa Bình, cậu cũng ở đây sao? Tôi vừa bàn công việc xong, tiện thể cho tiền bối cũ vài lời khuyên. Cô khuyên cái gì? Cậu không biết anh ấy bị hai bạn nữ bao vây tấn công sao? Ý cậu là Tần Tâm Đình và Kỳ Tiểu Hoa không? Lãnh đạo lớn của chúng ta sao có thể bị như vậy được? Đây là đang cố có được sự đồng cảm của cậu đấy. Đúng vậy, được rồi, Tiền Bình về đi. Đã đến lúc tôi bàn công việc với Hòa Bình. Vậy hai vị lãnh đạo nói chuyện đi, tôi đi trước nhé. Được rồi, đi đây. Đi đường cẩn thận đấy. Ngồi đi Hòa Bình. Sếp Chu, Hòa Bình đến rồi, anh đến đây đi. Tôi nghe nói anh và Tần Tâm Đình định ly hôn. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự không chịu được nữa. Tôi cũng biết Tần Tâm Đình mà. Đừng như vậy. Nếu có thể không ly hôn thì đừng ly hôn. Sếp Tần cũng khá tốt. Tôn Hòa Bình, sao cậu thì có thể ly hôn mà tôi thì lại không được hả? Sao có thể so với tôi? Phải so sánh với người tốt hơn chứ. Anh chính là thánh nhân của thế giới đương đại. Có thể ngồi yên, lòng không loạn. Ai ngồi mà lòng không loạn? Còn ai nữa? Bí thư Dương đáng kính của chúng ta đấy. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Bàn việc chính đi. Sếp Chu, bắt đầu đi. Đồng chí Hòa Bình, cậu đã báo cáo trên điện thoại là tuần trước nhà máy đã tổ chức họp hội đồng quản trị, nói là định thu mua một số lượng lớn cổ phần. Cổ phần này có phải là số cổ phần mà tập đoàn Hoành Viễn của Lưu Tất Định để lại lúc trước không? Sếp Chu, Lưu Tất Định làm gì còn cổ phần nữa? Hoành Viễn đã sụp đổ rồi. Sếp Chu nói chưa chính xác lắm, là số cổ phần của công ty đầu tư mà Lưu Tất Anh giành được. Ý anh nói đến 210 triệu cổ phiếu vốn cổ phần của công ty hy vọng ư? Phải, vẫn luôn bàn bạc. Chủ tịch Tôn, vì số cổ phần này mà năm ấy cậu và tập đoàn chúng tôi mâu thuẫn không vui vẻ gì lắm. Đâu chỉ là không vui vẻ, đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc. Năm ấy tôi bốc đồng, không có sự đồng ý của hội đồng quản trị nhà máy, cũng không báo cho tập đoàn, mà để cho Điền Dạ bí mật giao lưu với Lưu Tất Định. Lúc ấy tôi đã bị hai vị lãnh đạo các anh dạy cho một bài học ấn tượng sâu đậm. Thế nên lần này cậu mở họp hội đồng quản trị trước, còn thông qua kế hoạch mua lại này. Phải, Bí thư Dương, hội đồng quản trị nhà máy chúng tôi đã thống nhất rằng mua số cổ phần này có lợi ở hiện tại, có công về lâu dài. Và Hồng Tinh sau 2 năm chấn chỉnh, chất lượng tài sản đã nâng cao rất nhiều, đáng giá mua lại.
Chủ tịch Tôn, tôi và sếp Chu đồng ý với nhận định của cậu. Chúng tôi ủng hộ việc mua lại này của nhà máy. Thế thì tốt quá. Hai vị lãnh đạo, hội đồng quản trị nhà máy trong thời gian xem xét đã nhận thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc đang có dấu hiệu suy thoái. Rất nhiều cổ phiếu đã rớt giá. Việc thu mua cổ phần công ty hy vọng chúng ta không nên chậm trễ. Sếp Vương, vẫn là nên mời anh về thôi. Với giá tiền thu mua này của bên anh thì chúng ta không thể hợp tác được với nhau rồi. Sao vậy? Sếp Lưu, anh nói giá đi. Dương Liễu chưa nói cho anh biết sao? Vài năm trước anh ta đã ra giá 1 tỷ 2 rồi. Sếp Lưu, anh ra giá đi. 1 tỷ 4 đi. Được. Tôi có thể nghe ngóng một chút báo giá của bên nhà máy không? Giá cụ thể thì tôi không nói được. Nhưng mà cũng là trên dưới giá này. Hòa Bình, lần thăm tụ này của cậu, Lưu Tất Định ra giá thế nào? Bí thư Dương, báo giá lần này tôi không thể nói cho anh biết được. Đây là bí mật kinh doanh. Đồng chí Hòa Bình, tập đoàn cũng đâu phải đối thủ kinh doanh của cậu đâu, cũng không phải đối tác giao dịch gì cả. Chúng ta là những cổ đông lớn hàng đầu, còn có bí mật kinh doanh nào không thể nói với chúng tôi cơ chứ? Đúng vậy đấy. Tôi đùa một chút nhé, trừ khi cậu lại muốn vừa kéo cả người lẫn người ra ngoài, vừa muốn di rời sang ngọn núi khác có đúng không? Sếp Chu, đừng nói đùa lung tung nữa, đồng chí Hòa Bình sao có thể như vậy chứ? Thật là... Đúng vậy đấy, tập đoàn này giống như một đại gia đình ấm cúng vậy, ai lại muốn rời đi lúc này chứ? Có đẹp không? Cũng tạm. Cô nói xem cái chị Tần Tâm Đình này bình thường chẳng bao giờ biết làm đẹp cho Dương Liễu cả. Quần áo mà Dương Liễu mặc thường ngày trông khó coi biết mấy. Làm gì đến mức kinh khủng như cô nói chứ. Tuy là Tần Tâm Đình trong lòng có chút ghen tuông thật. Áo da này thì thế nào? Dương Liễu mà có này lên người chắc chắn rất đẹp trai. Hơn 20.000 tệ đấy, đắt lắm luôn đấy. Chỉ cần anh ấy mặc lên người đẹp thì đắt đến mấy tôi cũng sẽ mua. Chỉ là không nói giá tiền cho anh ấy biết là được. Vợ Dương Liễu lúc nào cũng ầm ĩ đòi ly hôn. Chị Tâm Đình kia đã gửi đơn ly hôn lên tòa án tỉnh luôn rồi, không sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta sao? Nếu thật sự cô muốn tốt cho anh ấy thì nên suy nghĩ cho anh ấy một chút, có đúng không? Phục vụ, vâng, gói cho tôi một chiếc áo da số 48 này. Vâng ạ. Được rồi. Vậy tôi không giữ bí mật với hai vị lãnh đạo các anh nữa, nhưng mà các anh phải giúp tôi giữ bí mật, không được để giá tiền này truyền đến tai Vương Tiểu Phi của xe tải Hán Giang. Tại sao phải như vậy? Nhà máy với công ty xe tải đánh nhau sao? Không phải chứ. Nghe nói Vương Tiểu Phi cũng đang nhắm đến quyền sở hữu số cổ phần này. Có chuyện đấy sao? Sếp Chu, anh có biết chuyện này không? Không rõ. Vậy nếu như Chủ tịch Tôn muốn giữ bí mật, thì sếp Vương kia chắc chắn cũng muốn chúng ta giữ bí mật. Vậy là Chủ tịch Tôn không giữ bí mật với chúng ta rồi. Hòa Bình, cậu nói trước đi. Lần này cậu báo giá bao nhiêu? 1,28 tỷ. Ít vậy sao? Không ít đâu. Bây giờ thị trường vốn khắp nơi toàn là giá bèo rồi. Vậy thì mức báo giá như thế này là hợp lý. Hòa Bình, đừng gấp gáp. Từ từ bàn bạc với họ. Cô cũng đừng nghĩ Tâm Đình xấu xa như vậy. Ít nhất thì chị ấy cũng rộng rãi hào phóng mà, đúng không? Đúng là hào phóng thật đấy. Trong chốc lát đã khiến cho Tất Định cùng tập đoàn Hoành Viễn sụp đổ rồi. Người làm Tất Định ngã xuống còn có cô nữa đấy. Trong tiểu thuyết của Mã Di còn miêu tả chi tiết cuộc đối đầu giữa hai phe nữa. Bạn yêu, đừng nhắc đến Mã Di trước mặt tôi. Tôi vừa chính thức gửi đơn khởi kiện cô ta với công ty của cô ta rồi. Cô ta dám biến tôi thành cái loại người gì chứ? Giống như một con rắn độc vậy. Như thể tôi được sinh ra chỉ để chống lại Lưu Tất Định vậy. Tức giận như vậy sao? Cô ta còn viết về Tôn Hòa Bình nữa. Sao Tôn Hòa Bình lại chẳng bao giờ than phiền với tôi nhỉ? Tôi thì rộng lượng được như anh ta đâu. Hơn nữa, cô ta toàn là chế giễu Tôn Hòa Bình, còn tôi thì cô ta phỉ báng vu khống có đúng không? Cái áo này thì sao? Không được. Về chuyện Kỳ Tiểu Hoa khởi kiện, bây giờ chúng ta không nên hỏi câu có nên đáp lại hay không, mà là đáp trả như thế nào. Ý kiện của luật sư bên ta là để những người có liên quan như chúng ta cố gắng xoa dịu đối phương để được tòa án hòa giải trong hòa bình.
Vậy phải làm thế nào để xoa dịu được loại người như Kỳ Tiểu Hoa chứ? Người phụ nữ này có một chút điên khùng. Vậy để tôi suy nghĩ một lát. Anh suy nghĩ cho kỹ vào. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt thế này làm phiền đến tôi, chớ ảnh hưởng quyết định cuối cùng của tôi. Được rồi. Đúng rồi. Kỳ Tiểu Hoa, khoản đầu tư 30 triệu đến từ quỹ Hán Hoa có thể hoàn về được không? Có khả năng hơi quá sức. Nếu như có quyết định hòa giải của tòa án thì còn có khả năng. Vậy không phải là không còn hy vọng đúng không? Tôi đi đây. Tôi đi gặp đại diện của tư bản Đại Doanh. Ông chủ cũng giới thiệu họ cho cô à? Đúng vậy. Chủ tịch Mã, cố lên nhé. Bí thư Dương bây giờ còn có vẻ có sức nóng hơn cả động cơ của nhà máy chúng ta. Hai cô gái bạn học cũ đều để mắt đến anh ta. Quả thật là người khác ngưỡng mộ mà. Đã già từng này rồi mà còn gặp được mấy thứ tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt như thế. Có phải cậu cũng có ý muốn như vậy không đấy? Dương Liễu sắp sầu đến phát điên rồi, điên cái gì chứ? Anh ta giả vờ trưng ra cái bộ mặt đó để giữ thể diện với Kỳ Tiểu Hoa thôi. Như thế thì Kỳ Tiểu Hoa mới rơi vào bẫy được chứ. Tiền Bình, tôi nói cho cậu biết, có khi chính cậu cũng rơi vào bẫy của Dương Liễu đấy. Lúc nãy ở dưới tầng, Kỳ Tiểu Hoa mua cho Dương Liễu một cái áo da trị giá hơn 20.000 tệ, khuyên cô ta nửa ngày mà không chịu nghe. Cậu thấy đấy, cậu cố gắng khuyên ngăn người ta làm gì? Người tốt bụng họ Dương cuối cùng cũng bám váy đàn bà rồi, thật là khiến người ta thấy ngưỡng mộ. Cậu nói xem, Tiểu Hoa cũng không muốn mua cho tôi trước nào đâu. Người ta vốn dĩ là muốn mua cho anh rồi đấy, nhưng mà sợ xếp tiền không cho có đúng không? Đồ ăn ngon không chặn được miệng anh đúng không? Sau này lúc Tiểu Hoa mua quần áo mới thì cậu khuyên cô ta nên mua thêm một chiếc đi. Cậu muốn một chiếc không? Được chứ. Bát cơm dẻo này để tôi cướp lấy, hai chúng ta cùng ăn với nhau. Ngon đấy. Muộn thế này rồi mà còn giao hàng sao? Được rồi, tôi biết rồi. Ngày mai tôi đến văn phòng rồi chúng ta bàn với nhau. Sao em lại đến đây? Được rồi, không cần lo lắng thay cho lãnh đạo đâu. Bàn chuyện của chúng ta đi. Vậy tôi nói trước nhé. Những tài liệu về thành tựu nghiên cứu tiên tiến của đội nghiên cứu cao cấp ba chúng ta đã được gửi đi rồi. Tập đoàn rất coi trọng nó, còn nói muốn sắp xếp một nhóm để tuyên truyền thuyết trình nữa. Lần đầu tiên sẽ tổ chức tại tập đoàn. Các thành viên đảng ủy của tập đoàn đều sẽ tới tham gia nghe thuyết trình. Dương Liễu cũng muốn đi tuyên truyền. Còn việc tinh giản biên chế để tăng hiệu quả công việc thì sao rồi? Bí thư Dương nói thế nào? Vậy có nghĩa là từng được lên báo rồi sao? Nếu nói như vậy thì có lẽ là vì trước mắt mâu thuẫn vẫn còn rất lớn. Hơn nữa lại còn có nhân viên tới khiếu nại, cho nên không dám nữa rồi. Không dám quảng bá rộng rãi nữa. Cậu nghĩ là bí thư Dương cũng quyết đoán giống cậu à? Anh ta biết ứng phó khi gặp khó khăn không? Cho nên anh ta xứng đáng bị cả hai người phụ nữ hành hạ. Vậy bí thư Dương lúc nào cũng nghĩ kế sách thì cũng là điều dễ hiểu. Mấy năm nay chúng ta lúc nào cũng phải cố gắng đòi lại công bằng từ phía tập đoàn, cho nên mới có được cục diện như bây giờ. Còn sau này chúng ta lại càng phải biết trân trọng và phấn đấu vì một bầu không khí hữu nghị như bây giờ, để rời tập đoàn đi trong hòa bình. Vậy sau này chúng ta có thể thực hiện những ước mơ đẹp đẽ của riêng mình hay không thì còn phải xem sắc mặt của tập đoàn, cũng phải xem lại chính mình nữa. Chúng ta phải ghi nhớ bài học lần này chỉ cần trở mình là sẽ có kết quả. Nhưng mà cậu có cảm thấy tập đoàn đang cảnh giác với chúng ta không? Chứ không thì tại sao lại đột nhiên hỏi cậu chuyện báo giá chứ? Tôi cũng nghi ngờ. Cậu nói xem họ sẽ không tiết lộ báo giá lần này cho Vương Tiểu Phi chứ? Công ty sản xuất xe tải của Vương Tiểu Phi thực sự muốn tranh giành quyền sở hữu cổ phần với chúng ta? Không thể nào. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Đầu tiên Nhậm Diên An chắc chắn sẽ không đồng ý, ủy ban giám sát quản lý cũng không ủng hộ anh ta. Và chúng ta cũng cần quan tâm đến cuộc chiến giữa hai lần để làm việc. Cố gắng tạo bầu không khí hợp tác vui vẻ trước khi chúng ta tới gặp Nhậm Diên An để đàm phán về hợp đồng. Đúng vậy, giống như việc chính phủ hai quốc gia sẽ luôn phải tạo một bầu không khí hòa bình trước khi tiến hành chuyến thăm đàm phán cấp nhà nước. Chuyện này giao cho tôi đi. Việc xảy ra ở quê tôi nên tôi khá quen thuộc. Yên tâm đi. Đẹp thật đấy. Quay lại cho em xem nào, vừa vặn người anh luôn. Được rồi, sau này đừng mua quần áo mới cho anh nữa. Quần áo anh mặc đủ rồi, nhiều đâu mà nhiều. Mấy bộ quần áo mà Tần Tâm Đình mua cho anh quê mùa chết đi được, chẳng thể hiện được khí chất của anh ra ngoài chút nào. Em lại thế rồi. Em nói nhỏ cho anh biết chuyện này nhé. Anh nói xem bây giờ Tôn Hòa Bình và Tiền Bình có khi nào là một đôi không? Chuyện này em nói với anh làm gì? Hai người họ nghĩ thế nào là được? Anh thấy chưa chắc đâu. Tại sao? Em thấy Tiền Bình bây giờ có vẻ tôn sùng Tôn Hòa Bình lắm. Vậy nên mới không thể mau chóng đến với nhau được. Hai người họ làm chung một đơn vị, lại còn cùng một đội nữa.
là Tần Tâm Đình. Anh còn tưởng hôm nay không gọi điện là định cho anh một ngày nghỉ nữa chứ. Alo. Bí thư Dương. Ngày tháng thoi đưa, một ngày vui vẻ mà căng thẳng lại trôi qua rồi. Có phải hôm nay anh tinh thần thoải mái rồi không? Sếp Tần, tôi không có thời gian để tranh luận với cô. Có việc gì cô nói đi. Không có gì thì tôi không thể gọi điện cho anh hay sao? Ngày nào anh với tôi còn chưa ly hôn thì ngày đó tôi còn phải quan tâm anh. Không có gì thì tôi cúp máy đây. Đừng cúp. Về chuyện ly hôn, có phải là chúng ta nên tiến hành làm thủ tục phân chia tài sản không? Được, nếu cô đã nhắc đến chuyện phân chia tài sản, tôi nghĩ như thế này. Ly hôn là do tôi đề nghị, vậy thì phương án phân chia tài sản do cô quyết định. Dương Liễu, loại hạt này là của hãng nào thế? Ngon thật đấy, vừa thơm vừa giòn. Được rồi, được rồi. Sao mà lại thích ăn hạt rồi chứ? Bảo cô ta nghe máy. Bữa nãy tôi nói đến đâu rồi? Phân chia tài sản đúng không? Như thế này nhé. Ý của tôi là phân tài sản gì chứ? Xét thấy Kỳ Tiểu Hoa thương anh như thế, Dương Liễu, có phải là tôi nên tranh đấu hữu nghị với cô ta hay không? Đừng đùa nữa. Não của tôi sắp bị hai người làm cho rối như tơ vò rồi. Rối rồi thì tốt chứ sao? Rối rồi thì về nhà. Tôi hỏi cái này, những đồng chí ly hôn của công ty anh có phải đều là ở ký túc của quản lý cao cấp không? Bí thư Dương, Chủ tịch Dương, tôi nói anh nghe này, hành vi này của anh nói dễ nghe một chút thì là chiếm dụng tài sản công, nói khó nghe hơn thì là tham nhũng. Tôi sao mà gọi là tham nhũng chứ? Tôi sao mà gọi là lạm dụng đặc quyền? Tôi tham nhũng chỗ nào? Anh tham nhũng cái gì? Tự bản thân anh là người rõ nhất. Anh bây giờ còn tùy tiện mang một người phụ nữ đến ký túc của anh. Anh còn có vấn đề về lối sống. Cho các anh này. Gọi tôi làm gì? Sách của Mã Di cậu xem chưa? Cậu muốn làm gì? Kỳ Tiểu Hoa tố cáo cô ta, cậu cũng làm theo à? Tôi nghe nói cậu còn chạy đến công ty người ta rồi. Có phải cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm không? Tôi không phải là đi gặp Lưu Tất Định hay sao? Ôm một bụng tức, tôi đi xả cơn tức thôi. Không phải. Trong sách đó có tình tiết quan trọng, cậu đã xem chưa? Tình tiết gì? Không phải, khách quan mà nói, mô tả về cậu trong sách của cô ta không có ác ý, chỉ là trêu chọc thôi. Tôi không nói cái này. Tôi muốn nói về Lưu Tất Định, về quan điểm chiến lược của Lưu Tất Định mà trong sách nói. Cậu nói đến 1 tỷ tệ đầu tư cho Hồng Tinh của Lưu Tất Định, có ý định thay đổi sang mô hình thị trường thiết bị xe tải. Không sai. Tôi xem sách này xong mới biết, nước cờ lần này mà chúng ta đi, người đầu tiên nghĩ đến là Lưu Tất Định. Vào 2 năm trước, Lưu Tất Định tổ chức sinh nhật cho Kỳ Tiểu Hoa, cậu cũng có mặt đúng không? Nếu mà không phải do về sau xảy ra những chuyện đó, nếu anh ta thật sự muốn kéo tôi qua đó, thì dây chuyền công nghiệp này đã hoàn thành rồi. Lưu Tất Định bảo tôi khởi nghĩa mặt trận, không phải là nói chơi. Vậy ý của cậu, Lưu Tất Định đúng là một chiến lược gia có tầm nhìn xa. Có lẽ vậy. Tôi không nghĩ là Mã Di viết bừa. Chúng ta sau này không phải là còn phải cùng Lưu Tất Định đàm phán hay sao? Biết mình biết ta vậy. Đúng đúng, cậu nói đúng. Vậy thì trực tiếp đi hỏi Mã Di đi, xem cô ta trả lời như thế nào. Xem Lưu Tất Định nói với cô ta những gì. Ý của tôi chính là như vậy. Ngày mai cậu đi một chuyến đến công ty bọn họ, tìm Mã Di qua đây nói chuyện. Được. Còn nữa,
Cô Mã, cô cứ húp sùng sụp, ăn ngon phết nhỉ. Còn đến đây ăn trực luôn. Sao thế? Người ta mới sáng sớm đã đến đây còn chưa ăn sáng. Ăn hai miếng cháo của cậu thì làm sao? Kệ cậu ta, ăn đi. Cô lần này viết một quyển sách độc hại, cô có biết không? Cô còn trơ trẽn để Cao Lưu tất định với Dương Liễu. Mấy tình tiết đây thì không nói nữa. Trong này cô còn không ngừng bôi nhọ tôi. Chủ tịch Tôn, anh không thể coi nhân vật này là bản thân mình được, đúng không? Đây là tiểu thuyết, nhân vật đều là giả tưởng cả. Đúng vậy, tác phẩm văn học nghiêm túc như thế là gì nhỉ? Tôi thấy cuốn tiểu thuyết này buồn cười phết. Vô cùng giống ba anh em các anh. Giống ba anh em chúng tôi đúng không? Tôi cho cậu xem tác giả lớn này miêu tả tôi như thế nào. Vui lòng lật đến trang số 21 của cuốn sách, chương 1 phần 3. Tôi đọc đây. Người ít tuổi nhất trong ba anh em là chủ tịch Tôn, biệt danh là Tôn Chiến Tranh. Mặt trông như khỉ, tính tình cũng như khỉ, lúc nào cũng ở sau hai anh khua tay múa chân. Cô Mã, bộ dạng tôi trông xui xẻo như thế à? Tôn Hòa Bình, cậu làm tôi sợ đấy. Nhưng mà Tiểu Mã à, cô viết như thế quả thật là không đúng rồi. Chủ tịch Tôn của chúng ta trước đây đúng là gặp không phải ít chuyện xui xẻo, không nhiều như thế, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như cô viết, đúng không? Phải, đây đều là sự khoa trương trong nghệ thuật, sự khoa trương sau khi thêm thắt. Cô đừng có mà lươn lẹo. Trong sách của cô ngoài việc không có nghệ thuật ra thì đều là khoa trương. Phương thức nghệ thuật này của cô hàm hồ. Phương thức nghệ thuật không có trách nhiệm. Cậu có để tôi nói hay không? Cậu nói đi. Chủ yếu là bút pháp này của cô, là cô trực tiếp vẽ lên mặt chủ tịch Tôn chúng tôi một dòng chữ đồ gian trá. Cái này không hợp lý cho lắm có đúng không? Cô đang phá vỡ nghiêm trọng hình tượng của tôi trong mắt đông đảo quần chúng. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải tuổi khỉ, tôi tuổi rồng. Rồng Trung Quốc. Đúng vậy, anh là rồng Trung Quốc. Vậy thì càng không thể là nhân vật trong sách của tôi rồi. Vẫn chối đúng không? Vẫn chối. Chúng ta nghe thêm một đoạn nhé. Chương 4 phần 4. Tôn Chiến Tranh là một người đàn ông vương giả đã ly hôn 3 lần. Cậu nghe đi, Tiền Bình vu khống tôi ly hôn 3 lần. Tôi rõ ràng mới chỉ ly hôn có 1 lần thôi. Hơn 40 tuổi rồi còn tự thấy mình rất tốt, thường xuyên soi gương nói với bản thân là: chàng trai trẻ à, khá đấy nhỉ. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn tiền tài có tiền tài, sao mà không tìm được người yêu cơ chứ. Cô Mã, tôi từ lúc nào mời cô ăn đậu phụ rồi cơ chứ? Còn tranh uống với cô, tôi còn dùng bánh bao lau miệng mỡ của tôi. Cái gì mà bảo vệ môi trường xanh, lau miệng với bánh bao chính xác không phải là anh. Đó là cộng sự của tôi, cái anh Vu Văn Phát đó. Anh ta lau miệng bằng bánh bao, còn nói là lau miệng bằng giấy rất lãng phí. Lấy bánh bao lau miệng rồi sau đó ăn, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Hình tượng này rất tích cực, tôi liền áp vào người anh. Nói nhầm, tôi liền áp vào nhân vật này. Lão Mã. Mã gì à? Cô là bà gì của tôi? Tôi nói cô nghe. Cô thật sự không phải là nói nhầm. Cô là đang dối lòng. Cô đang cố tình vu khống tôi. Cô ghê tởm tôi à? Chủ tịch Tôn của chúng tôi là một trong những người tiên phong trong thời kỳ cải cách mở cửa. Đúng đúng, tôi sai rồi, tôi biết mà. Không phải là tôi đến đây để chân thành xin lỗi rồi hay sao? Chủ tịch Tôn, tôi sai rồi, xin lỗi anh. Người ta đã xin lỗi rồi, cậu đừng có không chịu bỏ qua nữa có được không? Đúng rồi, Tôn Hòa Bình, tôi đối với anh thật sự không hề có ác ý như Kỳ Tiểu Hoa. Thật đấy. Tôi không chấp nhận. Cô nói với tôi trước đi, cô và Lưu Tất Định rốt cuộc là như thế nào? Uống thuốc độc của anh ta, liền nghe theo đạo lý của anh ta rồi à? Đừng nhắc nữa, chuyện quá khứ để nó qua đi. Vậy thì sao cô lại cho rằng anh ta là đại anh hùng chứ? Chính là mấy ngày anh ấy nói với tôi rất nhiều về lý tưởng hào hùng của anh ấy. Ví dụ như khoe khoang anh ta suýt nữa đạt được việc hoàn thành dây chuyền công nghiệp phải không? Đúng vậy, vì vậy tôi đã viết vào tiểu thuyết, không thì tôi sao mà biết được dây chuyền thiết bị là gì? Cô miêu tả rõ một chút, chỉ kể không thôi đừng phóng đại. Được. Chính là... có một tối, tôi và Lưu Tất Định, hai chúng tôi trên đỉnh Everest, ở trong đỉnh tránh gió, ngắm sao ngắm trăng. Hôm đó,
ánh sao rực rỡ, ánh trăng sáng ngời. Lúc thì quyến rũ, lúc thì mềm mại. Thôi thôi thôi, cô đừng có nói mấy cái vô dụng đấy nữa, lại còn sáng thắc thơ. Kể không thôi, cô có hiểu không? Tôi sắp nói đến trọng tâm rồi, anh có nghe không? Phiền chết đi được, cậu có thể đừng nói gì được không? Vậy cô nói đi. Anh ấy lúc đó quyết định bước ra khỏi tuyệt vọng, khôi phục lại lý tưởng hào hùng. Dừng, đừng nói nữa. Không thể nào. Lưu Tất Định không thể nào ở trong bối cảnh của Đại Phong ca được. Anh ta đã áo gấm về quê chưa? Vậy thì anh ấy nên thuộc bối cảnh gì? Có một người vừa trẻ trung, xinh đẹp như cô bên cạnh, lại còn là trong thời kỳ sự nghiệp rơi vào vực thẳm. Trong cuộc đời của anh ta nhất định phải vô cùng thê lương. Anh ta nên thuộc bối cảnh của Bá Vương Diệt Cơ. Sức rời núi, khí trùng trời, ô chi trùng bước bởi thời không may. Ba người bọn anh đúng là anh em của nhau. Anh hiểu anh ấy thật đấy. Vậy mới nói lãng mã à? Cô đừng có mà giở trò với tôi. Đến tận thời điểm này, cô đừng có nghĩ đến việc đánh giá thấp Tôn Dương Lưu nữa. Tối hôm đó, thực sự là rất bi tráng, rất thê lương. Chính là tối hôm đó anh ấy nói với tôi. Tối hôm đó anh ấy nói với tôi, anh ấy suýt nữa làm thay đổi lịch sử của công nghiệp thiết bị vận tải. Vì điều này, anh ấy đã tận tâm lên kế hoạch trong vòng 10 năm. Anh ấy đã để anh khởi nghĩa mặt trận là nghiêm túc đấy. Động cơ của nhà máy, trục hộp số của công ty hy vọng, thêm toàn bộ xưởng của nhà máy lắp ráp Hồng Tinh là đủ rồi. Mặc dù Lưu Tất Định thất bại, thì vẫn là một người hảo hán. Vậy nên, cô bị anh ta che mắt, mỹ miều hóa anh ta trong sách à? Đúng. Tiểu Mã, thương lượng với cô một chuyện. Cô ấy trong cuốn sách của cô có chương miêu tả phỉ báng chủ tịch Tôn của chúng tôi, có thể gỡ xuống được không? Không vấn đề. Lần này sau khi về tôi sẽ bỏ hết toàn bộ đoạn đó đi. Còn nữa, thu hồi toàn bộ số sách đó trên thị trường về đi. Chủ tịch Tôn, vậy thì tôi sẽ phải đền to đấy. Liệu có thể đợi sau khi tòa án thẩm định rồi nói tiếp được không? Chuyện thu hồi sách từ từ hãy nói. Đúng vậy, chủ tịch Tôn. Anh hãy nghĩ đến những điểm tốt của tôi. Ít nhất trước đây tôi còn từng bảo vệ anh mà. Lão Mã, tôi nể tình hồi đó cô từng bảo vệ tôi. Chuyện đó để sau này rồi nói. Chủ tịch Tôn, anh đúng là độ lượng. Để bày tỏ sự cảm ơn của tôi, đôi cánh tình yêu của chúng tôi sẽ tặng anh một lần xem mắt long trọng, cộng thêm một chuyến du lịch xem mắt có được không? Không cần đâu. Công ty các cô khởi nghiệp cũng không dễ dàng gì. Không cần phải. Làm sao mà không cần chứ? Người ta muốn tặng tôi mà. Lão Mã làm tổn thương tôi, bồi thường là việc nên làm. Khi nào về gửi ảnh và thông tin của cô gái đó qua email cho tôi nhé. Không vấn đề. Hay là gửi email cho tôi đi. Tôi giúp cậu duyệt qua trước. Được. Duyệt qua trước cho tôi. Tôi không tin là tôi không tìm được. Cậu không nói chứ. Quyển sách này của Mã Di đúng là làm tôi nhớ đến không ít kỷ niệm. Cậu còn nhớ năm đó cậu mời tôi đi ăn cua không? Tôi mời cậu. Cậu nhớ nhầm không? Làm gì đến lượt tôi mời cậu chứ? Lúc đó người muốn mời cậu nhiều như thế, Dương Liễu mời rồi đúng không? Sao lại không phải là cậu chứ? Lúc đó bố tôi vô cùng thích cậu, nhưng kiểu gì cũng thấy cậu vừa mắt. Cậu nói trước khi chúng ta tốt nghiệp đi nhà máy thực tập ấy hả? Đúng đúng. Lúc đó, bố tôi vẫn còn là phó bí thư đảng ủy. Vậy nên Tiền Bình, cậu xem, chúng ta suýt nữa có một đoạn thời gian tươi đẹp ngọt ngào rồi. Ai ngọt ngào với cậu chứ? Cậu là vì để nịnh bố tôi mới mời tôi ăn cua. Mua có hai con, mà chọn đi chọn lại, chọn một lúc thì họ bán hết sạch. Cuối cùng còn lén lút đổi cơ. Có chuyện này à? Không thể nào. Cậu nhớ nhầm rồi. Sao mà không thể chứ? Từ nhỏ cậu đã hay bắt nạt tôi từ trắng trợn đến xảo quyệt. Vậy thì tôi thật là hổ thẹn rồi. Tôi chân thành biểu thị sự hổ thẹn của tôi đến cậu. Mã Di đúng là không nói sai cái gì cả. Cậu có lúc sao mà đáng ghét thế? Đúng là không khiến phụ nữ thích nổi. Vậy nên tôi mới chấp nhận đề nghị của Mã Di, chấp nhận bồi thường từ cô ta. Dù gì cũng bồi thường rồi, tôi không quan tâm bọn họ có thích hay không. Được rồi, cậu đi nhanh đi. Không phải Dương Liễu nói là còn có việc chờ cậu à?
Chuyện mà Dương Liễu nói, tôi đang suy nghĩ đây. Cậu nói xem anh ta đâu có cái gì thật sự tốt đẹp chờ tôi đâu. Thư ký hội đồng quản trị tập đoàn không phải là muốn thay nhiệm kỳ mới rồi sao? Có phải là Dương Liễu đề cử cậu không? Làm phó chủ tịch hội đồng quản trị nhỉ? Cũng có thể. Cái tỉnh đó bây giờ đang tiến hành dân chủ bầu chọn cấp sở cục. Tôi có tiếng nói tương đối cao, nhất định là xếp ở mấy vị trí đầu. Đi đây. Lát nữa tìm người thông giúp tôi cái bồn cầu đó nhé. Tắc rồi. Ăn nhiều, đi vệ sinh nhiều. Tôi xếp thứ nhất à? Đúng, thứ nhất. Tập đoàn chúng ta tổng cộng có 88 cán bộ trên cấp phó phòng. Cậu được 88 phiếu, trước giờ chưa từng có. Thật sao? Nói như vậy nghĩa là chỉ có 2 người không chọn tôi. Lần này là bầu cử công khai. Phiếu bầu được tập hợp lại, vậy nên tôi mới nói là trước giờ chưa từng có. Tiền bối à, tôi cuối cùng cũng biết công đạo ở tại lòng người rồi. Đúng vậy. Mắt của mọi người rất tin tưởng, tôi vẫn luôn nói với cậu như thế mà. Được rồi, bao năm qua, điều mạng làm việc không phải là vô ích. Mọi người đều thấy cả rồi, hài lòng rồi. Hòa Bình, nếu như Ủy ban tỉnh thật sự muốn cậu rời khỏi tập đoàn, cậu có nỡ không? Tôi đương nhiên không nỡ rồi. Nhưng mà đành phải tuân theo sắp xếp của tổ chức thôi, không phải sao? Đúng vậy, cán bộ đảng viên thì phải tuân theo sắp xếp của tổ chức. Cũng còn phải xem sắp xếp như thế nào. Nếu như là bí thư thị trưởng kiểu vị trí như vậy, thì tôi sẽ nhất định không nhường ai. Còn nếu là cấp cơ sở cục bình thường thì thôi vậy, không cần xem xét gì thêm. Tôn Hòa Bình, cậu bây giờ to thật đấy. Cấp sở cục đã không còn trong phạm vi xem xét rồi à? 1,36 tỷ. Tôi biết rồi. Sếp Lưu, nếu anh chấp nhận mức giá này, vậy thì đừng vội đừng vội. Báo giá của bên anh và nhà máy đều có rồi. Vẫn còn một người chưa báo giá nữa. Doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp Dama của Zenzac. Sếp Lưu à, tôi nói thật với anh nhé. Nếu mà không phải do tập đoàn ra lệnh, tôi cơ bản không cần cổ phần của anh. Hơn nữa, doanh nghiệp Dama, tôi khuyên anh đừng coi trọng nó quá. Bọn họ không phải là doanh nghiệp Trung Quốc, không có nghĩa vụ giúp nước mình làm giàu. Trước hết, mời anh về đã. Tôi cố gắng hết sức trả lời sớm cho anh. Tiền bối, sao tôi lại nghe nói lần này anh chỉ được có 2 phiếu vậy? Nghe ai nói thế? Nói vớ vẩn. Không, tiền bối, đừng giận. Có phải là có việc gì đắc tội người khác không? Làm việc sao mà tránh khỏi đắc tội người khác chứ? Đây là chuyện bất đắc dĩ. Vậy nên... Bây giờ, quá nhiều người tốt cầu thả quá rồi. Anh giống như chúng tôi, những người mà muốn làm là có thể làm tốt nhưng lại không có được đãi ngộ và sự trọng dụng xứng đáng. Anh nói xem, anh chỉ được có 2 phiếu. Đừng dừng. Tôn Hòa Bình, đừng kêu nữa. Không nghiêm trọng đến mức như cậu nói, cũng không khoa trương như thế. Không phải, tôi thật sự cảm thấy bất bình thay anh. Thôi được, anh không sao là tốt, anh rộng lượng, khâm phục. Khâm phục cái gì? Tôi sớm đã lên cấp sở rồi, không thuộc diện đề cử. Anh không ở trong danh sách đề cử à? Vậy cậu tưởng gì? Làm trò cười rồi, sau này lời nói của ai đó không được tin tưởng. Hòa Bình, cậu nhớ kỹ cho tôi. Cậu ở đây là làm chút trò cười, không vấn đề gì. Lúc quan trọng thì phải vững vàng chút, bao gồm cả giao dịch với Lưu Tất Định lần này. Lúc nào cũng phải nhớ rằng Lưu Tất Định không phải ai khác mà là bạn học cũ thân thiết của tôi và cậu. Nhất định phải suy xét cẩn thận. Tôi biết rồi. Tôi đánh nhanh thắng nhanh. Tôi sẽ không để cho Lưu Tất Định có cơ hội tăng giá. Nhớ kỹ nhé. Nhất định phải thận trọng. Thận trọng. Chắc chắn thận trọng. Anh lên cấp sở từ lúc nào thế? Tôn Hòa Bình thật sự cho rằng bản thân đức cao vọng trọng, bệnh kinh niên rồi, chỉ cần đắc ý là quên luôn mình. Có điều người ta đã không thèm để mắt đến cấp cục sở bình thường rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lần bầu cử này không phải là vẫn còn vài vị trí phó bí thư, phó thị trưởng hay sao? Bí thư Dương, thực sự để cậu ta làm bí thư thị trưởng à? Xem anh nói cái gì kìa, chúng ta làm đổi à? Bầu cử giống như Bình Châu. Có một thư ký độc quyền như anh Ngũ, Tôn Hòa Bình phải đấu tranh thôi. Nhà máy năm đó,
tận mắt nhìn nó phá sản rồi. Còn nước còn tác, Tôn Hòa Bình lại hồi sinh một con ngựa chết tạo ra kỳ tích. Vậy cũng đâu phải công lao của một mình cậu ta. Anh, tôi, tập đoàn chúng ta có quyền quyết định. Đúng, nhưng nói thật ra là nếu không có Tôn Hòa Bình thì sẽ không có nhà máy như ngày hôm nay. Anh và tôi chẳng qua là đưa cho cậu ta một vé vào cửa của tập đoàn mà thôi. Nhà máy có thể sống lại, phát triển mạnh mẽ như thế, không thể không nói đến công lao của Tôn Hòa Bình. Vậy nên bây giờ con khỉ Tôn này lại nằm trong tầm mắt của bí thư tỉnh rồi. Là nhân vật quan trọng rồi. Chủ tịch Lưu đánh giá cậu ta rất cao. Lần này lại được nhiều phiếu như thế, đề bạt không phải là không thể. Đi thôi. Lại đến rồi đây. Người anh em, một ngày không gặp giống như ba năm. Cậu xem cậu đối với tôi nhớ nhung ra diết như thế, hay là thuê một phòng ở đây cùng với tôi luôn. Cái mà cậu nhớ nhung ra diết là cổ phần của tôi, đúng không?